Rồi có bạn hỏi giờ có phần 3 không? Thì giờ buổi tối mình cũng đi săn bét nữa. Mà tối thì không có mấy con Pokemon hệ rồng. Thì giờ đi tìm vòng vòng có con hệ gì khác không? Đã đủ. Có được con bét bét hệ rùa. Bét này cũng bự nè, để bắt về thuần hóa nó rồi cho nó tiến hóa lên kìa. Rồi thôi bắt về nó nuôi thôi. Con này cái bạn ơi, thôi giờ mình sẽ đi đem nó về chỗ nuôi. Và đi phải qua chín suối 10 đèo mới tới được cái chỗ để nuôi nó. Đúng. Tối nay hên rồi, tối nay hên rồi. Rồi thôi vô đây đi, vô đây đi để tao thường quá mày xong rồi cái mai mốt rồi anh em mình đi chơi. Rồi ok.